con Bắc Hà Bản đực mới mua để về để ghép với lại mấy con cái con giữ lại đó. Quay lên cho mọi người ngắm một tí, dắt đi lên trên kia rồi đi lại đi, dắt ngắn dây thôi. Cho mọi người nhìn cái con chó Bắc Hà, mà cái con chó gốc bản, cái thần kinh của nó là nó đều rất là tự tin. Con chó nó tự tin và cái gọi là cái sức khỏe của nó, cảm giác như là nó dư thừa sức khỏe, chứ nó không có phải là nó không có lỏng lẻo. Con chó nó chạy phăm phăm phăm. Em này thì khoảng 6-7 tháng rồi. Hôm trước cân là được bao nhiêu cân nhỉ? Không nhớ là 17 hay 18 hay 19. Có cân rồi nhưng không nhớ. Thì hôm nó về đấy là cân luôn xem bụng đói nó là bao nhiêu cân. Thì con này là về sau là chắc sẽ là một con khung ok thôi. Cái con này thì là mình đánh giá cao của nó là cái đuôi. Cái đuôi nó, con chó nó còn đang rất là non chó, bi cà nó còn đang bé tí thôi. Nhưng mà cái đuôi của nó đã dậy lông rồi, là cái lông đuôi của nó sẽ rất là tốt, bờm gáy cũng được. Con này nó chỉ có cái là cái ở trên bản nuôi là người ta nuôi là theo kiểu thiếu chất và để bẩn, thành ra là cái lông nó không dậy được đúng cái màu lông trắng. Nhìn cái màu lông của nó là chỉ nhìn được, một là cái nhìn cái màu của nó là ở cái cổ gáy, cái chỗ cái lông nó lộ ra cái lớp lông bên trong kìa. Đây à, đây đấy, chỗ cái xích ấy. Hai nữa là cái bàn chân, chứ còn trên người của nó thì màu lông của nó nhìn như màu vàng. Con này thì cái tai của nó thì nhìn màu nó có vẻ nó sẫm màu hơn. Gốc tai là nó dựng đầu tai thì là nó là hướng cụp chứ nó không cụp hẳn đâu. Đó. Đây nó hơi ke tai rồi, thành ra nhìn nó không rõ rồi. Đây để lấy cái gì nhử này. Con này đặt tên nó là con trắng. Con này đặt tên nó là gì nhỉ? Gọi tên nó là trắng. Con cái gọi tên là bông. Con cái to gọi tên nó là con bông. Con đực này gọi tên nó là con trắng. Con cái kia thì nó khoảng tầm 3-4 tháng nữa nó sẽ lên giống lại, tức là nó ngoài 12 tháng tuổi. Thì lúc đấy là con đực này là cũng đến tuổi là có thể lấy giống được rồi. 3-4 tháng nữa là có thể lấy giống với cho ta được rồi. Con chó nó còn non chó nhưng mà có thể lấy giống được rồi, nhưng không được lấy nhiều. Đó là không được làm cái con chó phối, mà lấy giống một vài lần thì ok. Vì cái giai đoạn tuổi nó đang lớn, nó chưa lớn hết đấy, mà lấy giống nhiều lần, mấy lần trong một tháng thì con chó nó bại con chó sớm lắm. Khoe cái con Bắc Hà được cả. Con này thực ra nếu mà so với mấy cái con chó Bắc Hà nhà mình thì mình đánh giá nó vẫn còn đang kém hơn, vẫn đang kém hơn mấy con Bắc Hà của nhà mình. Cái lợi điểm lợi thế của nó là cái đuôi. Như cái này là cái đuôi nó phát sớm, là có khả năng là về sau là cái đuôi nó bông hơn này. Lông đuôi nó bông hơn, có khả năng là thế. Và cái bờm gáy của nó có lẽ là có thể là về sau nó sẽ bông hơn bờm gáy, chứ bờm lưng là kém hơn cái bọn bờm lưng, là thậm chí còn kém hơn cả mấy con cái của nhà. Mấy con cái của nhà là cái bờm lưng nó còn tốt hơn, nó dày hơn. Kiếm được con chó đẹp tất cả mọi thứ như ý thì nó khó lắm. Đây là nó mới về nhà được 2-3 ngày hôm nay thôi, cho nên là vẫn đang phải dùng xích để mà cho nó có một cái độ gọi là quen. Rồi sau đấy mới cho nó vào trong chuồng, cho ở chuồng, mình nuôi ở chuồng là chính. Xích tùy lúc thôi. Trên bản thì con chó người ta nuôi xích gần như là cả đời con chó, ngoài lúc thả ra là xích chứ không có chuồng. Mình nuôi thì mình cho ở chuồng. Đó. Đi tìm chó để mua mới biết là những cái con chó của mình đang có là nó rất là tốt, nó rất là đẹp. Vì tìm con chó để mua mà tìm mãi cũng mới được một con là con tốt ở trong những cái con mà mình tìm thấy, mình thấy người ta đăng mà nó vẫn còn đang thì thua chó nhà mình, vẫn đang thua.
Nhưng nó có một cái đặc điểm của con Bắc Hà đấy, là mình nói nhắc lại đặc điểm con Bắc Hà. Con Bắc Hà bản là người nó là gọi là dư thừa năng lượng nhá, chứ nó không có phải là, nó không có lỏng lẻo con chó đâu. Con chó là nó dư thừa năng lượng và nó rất tự tin. Còn cái nhân giống của con chó Bắc Hà thì hiện tại bây giờ mình thấy là rất nhiều con nó cứ lờ đờ được chứng nhận giống đấy. Nhưng mà mình nghĩ là nó cái câu chuyện đấy là chúng ta sẽ phải xem xét rất là cẩn thận về câu chuyện tính cách của con chó ta, con Mông Cọc với con Bắc Hà là người nó phăm phăm dư thừa năng lượng, chứ nó không có phải là theo kiểu nó lỏng lỏng người, nó không phải. Rồi còn cái đòi cái tai, khi đòi cái tai cụp mà ở trên bản nó toàn những cái tai theo kiểu như này thì đòi tai cụp thì hoàn toàn người ta có thể pha máu, người ta có thể pha máu với lại giống chó tai cụp. Mà cái giống gần nhất với giống Bắc Hà này là giống Golden. Golden gần như nó có các đặc điểm tương đồng với con Bắc Hà, các đặc điểm tương đồng cả về cái khung hình tỷ lệ. Con Bắc Hà này là tỷ lệ chiều dài với lại tỷ lệ chiều cao thì là 11-10, thì cái con Golden ấy là tỷ lệ chiều dài với tỷ lệ chiều cao của nó là 12-11, tức là nó coi như nó như nhau. Con Bắc Hà cái khuôn mặt này, cái tỷ lệ mõm với lại cái đầu ở đằng sau là tỷ lệ 1-1. Về chiều dài thì con Golden nó cũng 1-1, nó không nói rõ là 1-1 nhưng nó gọi là tương đương nhau. Đấy, nó chả khác gì cả. Mắt của con Golden thì nó tròn hơn mắt của con Bắc Hà này một chút. Đó. Cái đuôi của nó, bông đuôi nó, lông nó cũng như vậy, nhưng đuôi con Golden là nó không đóng cao như thế này mà nó đóng ngang, nó đóng thẳng. Nó vẫy đấy, nó vẫy là theo kiểu như con này này. Đấy, đấy là đuôi con Golden là như thế. Còn cái lông ở người ở trên người con Golden thì nó còn nhiều hơn lông ở trên người con Bắc Hà này rất nhiều. Và đặc biệt là con Golden nó có một cái đặc điểm là đặc trưng giống của nó là cái bờm cổ của nó rất nhiều luôn, rất nhiều lông bờm cổ và lông bờm cổ rất dài. Cộng với lại cái bờm ở cái chân trước. Cái bờm ở cái chân trước của nó là cái bờm nó kéo từ trên xuống dưới và nó rất dài. Như con Bắc Hà thì cái bờm nó thưa hơn là cái bờm ở cái chân trước này. Cái bờm cổ nó cũng cực kỳ dài, nhưng mà cái chất lông của con Golden ấy nó cũng lớp lông đệm và lớp lông cứng. Nhưng lớp lông cứng của nó là không mềm không cứng. Và nó cũng có thể tạo sóng mà nó cũng có thể là lông thẳng, nhưng mà nó cái đặc trưng của nó là cái lớp lông đấy là nó bám sát vào người. Nó không chĩa ra. Đó. Cái con Bắc Hà là cái lông, cái bờm của nó, lông bờm của nó là nó chĩa ra. Nó khác có tí thế thôi, là về cái sợi lông cứng. Và cái lông cứng của con Bắc Hà này là cái lông, cái sợi của nó cứng hơn. Còn cái lớp lông đệm của nó như nhau, cái lớp lông đệm con Golden thì nó dày hơn một tí. Đó, nhưng mà đấy, khi mà nếu chúng ta mà không nhân giống con chó mà chúng ta không có, và thêm vào nữa là cái hộp mõm của con Golden là cái hộp mõm nó to hơn. Cái hộp mõm của con Golden nó to hơn hộp mõm của con Bắc Hà. Đó. Cái tai của nó đóng thấp hơn con Bắc Hà một chút và cái tai của nó to hơn. Nhưng mà mình nói một câu chuyện giả sử, nếu con Bắc Hà này của mình mà mình cho ghép với lại một con Golden để nó ra cái một cái dòng máu pha thì là nó đạt được yêu cầu quá rồi, nó quá dễ dàng để nó ra con Bắc Hà là tai cụp, cái hộp mõm hơi to một chút, lông dài, bờm chân rất dài, lông ở trên người cũng dài đó, nhưng nó thành con chó lai mất rồi. Và cái đặc điểm của cái giống chó đấy thì nó không bao giờ là cái nội lực của con chó nó không bao giờ như là cái con Bắc Hà mà hiện tại bây giờ trên bản người ta nuôi này, là con Bắc Hà là được gọi là con Bắc Hà thực tế Việt Nam này. Cái sợi lông của nó thì là nó là cái sợi, nó vẫn có những cái sợi lông chỉa nhá, chứ nó không có. Và sợi lông ở trên lưng nó vẫn có độ rỉa lên, tức là cái bờm của nó vẫn có độ bông lên so với này, cái lớp lông bên trong. Lông con Golden thì gần như là nó ép sát hẳn, bởi vì lông nó mềm hơn. Đây là lông nó cứng hơn và cái sợi lông cứng nó cứng hơn và nó khô hơn. Còn cái đấy như cái tai của nó ở trên bản, nếu mọi người mà hay xem mấy anh em mà người ta YouTube người ta hay quay trực tiếp ở cái chợ ấy, thì mọi người nhìn những con chó trưởng thành ấy, mọi người sẽ thấy là đại đa số là con chó tai nó, cái gốc tai nó hơi vảnh ở gốc tai. Đầu tai thì nó hướng cụp nhưng nó không cụp hẳn đâu. Còn muốn là cái con chó là cái đầu tai nó cụp hẳn thì phải xem xét lại và phải nhìn cái chất lông nữa. Và nhìn cái hộp mõm nữa. Cái hộp mõm nó quá to thì nó không phải rồi. Đó, cái mắt nó quá tròn thì nó không phải rồi. Mắt của nó có hạnh nhân nhưng mà nó không quá tròn. Mắt con Golden là nó tròn hơn. Mắt con Golden là nếu mà so ra nó tròn hơn. Tai nó to hơn. Và nhìn thấy rõ ràng nhất là cái lông của nó là cái sợi lông của nó là cái sợi lông mềm. Sợi lông của nó mềm hơn. Sợi lông dài hơn, mềm hơn, bầm cổ rất nhiều. Lông trên người cũng dài, dày dài. Nhưng mà nó mềm hơn, nó áp sát vào người, nó không có một cái độ
gọi là tách biệt ra như thế này, nó không có độ tách biệt ra, lớp nọ nó vẫn lòi ra khỏi lớp kia đó, theo kiểu như này. Đây này, lông con Bắc Hà, lông con Mông Cọc nó đều tách ra. Lông con Mông Cọc thì nó cứng hơn lông con Bắc Hà. Lông con Mông Cọc là cái lớp lông, nó gọi là đánh giá trong tiêu chuẩn là lớp lông, là cái lớp lông ngoài, lớp lông đệm thì nó mềm, bông mềm rồi, nhưng cái lớp lông sợi của nó là cái lớp lông ngoài ấy, là cái lớp lông cứng. Con Bắc Hà này thì cái lớp lông ngoài được đánh giá là lớp lông khá cứng. Con Golden ấy là cái lớp lông của nó là lớp lông không cứng không mềm, vừa phải và áp sát vào người. Lông ở trên thân áp sát vào người, đây thì nó không có áp sát được. Đây là mọi người nhìn nó chỉa ra này, nó có độ chỉa ra. Nhất là bầm ở vai gáy này, nó chỉa. Và lưng ở bên trên này nó cũng có một cái độ chọc ra. Đấy, nhìn nào. Độ chọc ra. Con Golden là lông nó sẽ vuốt theo. Nhưng đấy là cái mà mình cũng khá là lăn tăn về cái giống Bắc Hà này. Thực ra là câu chuyện nói cho vui thôi, chứ cần cái đấy thì nó ai nghe thì nghe cùng thảo luận thôi, câu chuyện nói cho vui thôi. Chứ một giống chó thì một người làm sao mà ảnh hưởng đến một giống chó được. Đây là cái suy nghĩ là cái giống, một cái giống chó Việt Nam nếu mà cứ theo cái thiên hướng đòi cái tai cụp rồi này kia, trong khi cái thực tế của nó thì đại đa số con chó là tai, nó là tai cụp nhưng nó không có cụp hẳn. Nhưng ngôn ngữ Việt Nam thì chắc chắn là khẳng định của nó là cụp. Đầu tai nó chĩa xuống đất thì nó là con chó tai cụp thôi, không phải nghĩ. Mà lại cứ yêu cầu là nó muốn xây dựng cái con chó mà hộp mõm thì nó to, tai của nó thì cụp hẳn, thì cái chuyện mà lai giống với Golden nó sẽ ra được cái sản phẩm mà chúng ta muốn ngay. Đó, mà như thế là phá hoại cái một cái giống chó thuần Việt Nam. Bản thân nha, mình nói ở đây là bản thân là cái nó sẽ thay đổi luôn cả về cái tính nết của con chó. Con Bắc Hà này, cái lợi thế của nó là con chó ta rất là dễ nuôi và nó ở rất là sạch. Khi nó pha với Golden chắc chắn nó sẽ ở bẩn hơn. Nó pha máu, nó có thể nó nghịch, nó bắn nhắn hơn. Nhưng mà cái về cái nội lực của nó trong người của nó thì là nó sẽ khác nhau. Chứ còn con Golden với con Bắc Hà nó giống nhau lắm. Con Golden nó cũng là con chó săn mà. Con Bắc Hà này coi như là con chó núi. Chó núi thì cũng là cái chó, nó không hẳn là chó để mục đích đi săn, chó để trong nhà. Nhưng bản thân của nó cũng sẽ có thể là con chó săn để không định hướng nó mục đích đi săn. Nhưng nó là con chó miền núi, con chó núi. Nó hoàn toàn nó đi săn được bình thường. Con Golden thì nó là con chó săn luôn rồi. Nó chó săn đấy. Nhưng cái nội lực của nó ở trong người của nó thì nó sẽ không thể được như là con Bắc Hà này. Con Bắc Hà là nó vận động các thứ là nó lâu mệt lắm. Nó như con Mông Cọc ấy. Nó vận động thế nhưng mà nó có một cái độ nhẹ nhàng, nó lâu mệt. Ok, tiện cái con mua được cái con đực để về gây nên để ghép với lại mấy con cái giữ lại. Nó cũng chưa được ưng ý lắm nhưng mà thôi thì cũng là bó đũa chọn cột cờ. Ở trong những con mà mình thấy nó ok thì mình bắt nó. Như con này thì sẽ chờ mấy con cái kia nó lớn lên là sẽ cho ghép với nhau. Ok, mọi người có ý kiến gì thì cùng bình luận ở bên dưới nhé.